nướng hào tại vườn, sản xuất ăn tại vườn luôn. Mời các bạn ăn đến với chương trình hào nướng tại vườn, ẩm thực Việt Nam. Đi cá quá. Rồi, nấu em bị kiếm ở trong củi cây đầu. Lấy thêm củi. Đúng đây. Ở đây là chỉ gần chân hai cái. Ơi lửa ướt thôi, lửa đang to rồi. Thế còn nấu cho thì cho ra dưới bát cơm bao nhiêu thăm lửa lên. Vậy vậy là sướng quá, đâu ai đấy? Đâu ai? Nó nhìn thấy cái kia à? Đâu ai đấy? Đâu ai? Đâu ai? Đâu ai? Đâu ai? Đâu ai? Đâu ai? Trên đâu? Vâng. Tại vì góc quay nó ở trên này. Chén dần này rồi đấy. Còn cái nước muối không chú? Còn nước muối không? Cháu uống bia cũng dại mặt cháu nữa nhá. Anh nhìn
rau sống này chua chua ngon đấy. Ngon quá, rau gì luôn. Được, chả cần chanh, kem ngon quá. Ăn kèm rau, nào vẫn còn. Vẫn còn là đấy. Nóng lắm. Ui, nóng. Mẹ đi đâu nhỉ? Mẹ đi chợ. Mẹ đi chợ.
nhiều củi nhá. Nhưng mà kéo sau làm bếp ga của bếp ấy thôi, à bếp than này.